anh đừng giận má và các con. Chung quy cũng tại mọi người muốn không khí gia đình vui vẻ như xưa mà thôi. Lỗi tại tôi làm cho gia đình này không vui hay sao? Dĩ nhiên là không phải tại anh rồi. Vậy thì tại ai? Má thương con thì để con đưa má trở lại bệnh viện nghe má. Không có bệnh viện bệnh xá gì cả, má cần phải tính cái chuyện này. Đi chú. Về quận 5 đi. Nhưng tôi đâu có về quận 5. Vậy à, tôi xin lỗi anh nha. Thiệt là khổ, không ngờ bị mắc mưa giữa đường, lạnh muốn chết luôn à. Nè, cô muốn về quận 5 mà đường nào vậy? Dạ, gần ngã tư Trận Đạo và Nguyễn Tri Phương á. Thôi được rồi, cô lên xe đi. Dạ. Lỗi, em muốn biết tên người có lòng tốt đưa em về trong mưa. Không có gì to lớn lắm đâu, cô khỏi phải bận tâm. À, anh có yêu nhạc không? Có một phần. Vậy anh có bao giờ nghe ca sĩ Ái Liên hát không? À, tôi chưa được nghe. Có khi nào anh nghĩ anh đang làm ơn cho ca sĩ Ái Liên không nè? À, nếu cô là ca sĩ Ái Liên thì tôi rất hân hạnh được chở cô một đoạn đường về. Cảm ơn anh đã có lòng ái mộ. À, tới rồi, tới nhà của em rồi nè. Nhà Ái Liên ở đây à? Dạ. Ái Liên vào nhà đi. À, anh có lạnh không vậy? Mưa lớn như lúc nãy hả? Dầm mưa mà đi, tượng Phật cũng lạnh, đừng nói chi tôi. Anh biết không, hôm nay em thật là xui xẻo à. Em tính đi công chuyện gấp thì chiếc xe rìm nó bị lục bánh, phải nhờ đứa bạn em á để nó chở giúp. Có lẽ lúc nãy tại trời đổ mưa to nên bạn em không đến đón em về, vì vậy nên phải làm phiền tới anh. Sao cô không đi tạm xích lô? Bánh của em xưa nay đứng lạ, chẳng bao giờ dám ngồi trên chiếc xích lô. Thôi, Ái Liên hãy
đi vào nhà, còn tôi xin phép được về ngay. Ơ, khoan đã anh. À, Ái Liên còn cần gì ở tôi nữa? Anh vô nhà em nghỉ một lát đi, uống chút cà phê cho ấm rồi về. Cô đừng giận nha, tôi thật không có thì giờ nấn ná thêm một chút nào nữa. Mẹ tôi, vợ tôi và các con tôi chắc là đang nóng lòng khi thấy tôi chưa về. Chào cô nha. Khoan đã mà, trên mặt của anh toàn là những nước mưa không hả? Để em lau giùm cho anh nha. Cô Ái Liên không phải nhọc lòng, về nhà có bà xã tôi lo cho tôi. Thôi chào cô, tôi về nha. Thiệt, con gái gì đâu mà bạo quá chừng quá đó. Chiếc nhẫn của mình đã nằm trong túi áo tên giám đốc doanh nghiệp tư nhân trẻ. Nó sẽ là cái cớ để giúp mình gặp lại anh ta. Nhiêu Vân ơi, Nhiêu Vân à. Dạ, có em đây. Ý, anh ướt hết rồi. Em cứ lo, sao anh về trễ quá vậy hả? Mưa đột ngột, anh phải đục mưa. Nhưng rồi, vì nhớ em và các con quá, anh dầm mưa về đại, nên ướt như vậy nè. Tội nghiệp ghê chưa. Nước nóng đã sẵn sàng, quần áo và khăn lông cũng đã có sẵn trong phòng tắm. Anh mau đi tắm, kẻo cảm lạnh thì khổ đó. Hồi nãy ngoài mưa đó, anh thấy lạnh. Nhưng bây giờ có em bên cạnh thì hết rồi. À, má và các con đâu rồi em? Dạ, má ở trong phòng đọc truyện Tây Du. Còn hai con Ngân và Ngọc, chúng nó đang hát karaoke. Để anh vào với con một lát nghe không? Anh đi tắm thay đồ đã, áo anh ướt hết rồi còn gì. Anh muốn vui với hai con mà. Chiều anh nghe cưng. Anh thiệt là... Cho chị can bản đi hen. Chị lớn rồi, ca mấy bài em bé không có được đâu, em ca tiếp. Được mà, cho chị can bản đi. Một bài thôi nha. Ừ. Chưa về chị không sợ đâu. Ba về rồi nè. Hai con cưng của ba, có chuyện gì vậy hả? Ba, chị Ngân không cho con ca kìa. Không phải gì đâu ba, hồi nãy con nhường nó ca trước rồi, tới phiên con không mới ca có chút xíu mà Ngọc cũng cho con ca nữa đó ba. Nè, chị Ngân nói như vậy mà có đúng không hả? Viên ngọc của ba. Đúng á ba. Viên ngọc của anh mỗi khi mà nó ưa hả thì như là ngậm kẹo á. Thôi anh đừng có hỏi nữa. Không biết đâu, má bên chị Ngân má bỏ con. Lớn rồi đừng có bày đặt nhõng nhẽo, xấu lắm đó nhà bé. Ba, má gọi con là bé kìa. Nè, không có chịu má gọi bé thì ba gọi là bự, chịu không? Không chịu luôn. Chứ bây giờ Viên Ngọc của ba muốn cái gì nè? Ba đừng cho chị Ngân ca, để con ca. Như vậy không có công bằng phải không ba? Thôi được rồi, hai con nghe ba hỏi nè. Ngân dạ? Và Ngọc có thương ba không? Dạ, dạ thương. Thương ba ha. Bây giờ ba muốn ca, hai con có bằng lòng nhường cho ba ca không? Trời ơi, ba ca nhảy thiếu nhi hả? Ừ. Quan hô ba, để con mở máy cho ba ca. Anh à, sao anh không đi tắm cho rồi, cô ăn cơm nữa, mẹ đang chờ anh đó. Để anh vui với con một chút mà, 5 phút thôi bà xã à. Bắt đầu đi ba. Mèo mèo mèo, cái mặt như mèo, sâu sâu lắm, chẳng được mẹ. Khăn mặt đâu mà ngồi liêm láp, khăn mất rồi ngồi khóc mèo mèo. Hay quá, hay quá, cay quá. Hay không, hay không? Hay. Cái gì?
Cái gì mà tụi mày làm cái gì mà tao đang đọc Tây Du mà tụi bay làm gì mà ồn ào quá vậy? Nội, ba con ca cho vui mà nội. Quang hô con gái của ba, quang hô. Ngân. Dạ. Con binh ba con rồi con bỏ nội à? Nội, bộ nội giận quá hả? Ừ. Ai biểu con không ủng hộ nội? Còn con Ngọc nữa, có ủng hộ nội không? Nội cho con 2,000, con ủng hộ nội liền. Trời ơi, con nhỏ này ghê thiệt á. Nha nội, nha nội, cho con 2,000 đồng nha, nội ngoan đi. Ôi, tổ cha mày, mày dụ tao còn hơn dụ con nít nữa. Dạ, con mời má xuống phòng ăn dùng cơm. Ừ, vợ chồng bay cùng ăn một thể. Nè, hai đứa đi ăn với nội. Dạ, dạ. Nè, anh đi tắm nhanh đi để cùng ăn với mẹ. Khoan đã mà. Sao lại khoan nữa? Nói này nghe nè. Gì vậy anh? Cho anh hôn một miếng. Nhục chết à, cái anh này. Dạ thưa anh giám đốc, có một cô gái xin gặp anh. Ai vậy anh Hiển? Em thấy mặt quen dữ lắm mà, nhớ hoài, suy nghĩ hoài, động não dữ lắm mà, không nhớ quen đâu. Hỏi cô tên gì, cô nói cô gái điên. Gì? Gì cô gái điên? Dạ, nói hỏi cô nói cô gái điên, nói trộn với anh vô đi luôn. Anh thiệt lúc nào cũng giỡn được à. Dạ. Cho cô ta vào có ai? Dạ, cho vô liền. Dạ. Xin chào anh giám đốc. À, cô... Anh ngạc nhiên khi thấy em sao? Còn em hồi hộp không biết có được anh tiếp hay không nữa à. Cô nói quá lời, chẳng hay có phải cô đến tìm tôi về chiếc nhẫn hay không? Ơ, thì ra anh đã nhặt được đó sao? Không phải tôi nhặt được, mà do cô đánh rơi nó trong túi áo của tôi. Cô biết không, khi giặt áo, vợ tôi thấy chiếc nhẫn này nè. Cô ta sanh nghi, báo hại tôi phải thanh minh thanh nga cả buổi trời. Vợ tôi mới tin chiếc nhẫn này là do thư ký của tôi đánh rơi. Đây, xin gửi lại cho cô nha. Thật là may mắn cho em. Anh biết không, chiếc nhẫn này đối với em là một kỷ niệm. Nếu không tìm lại nó thì em sẽ ra rứt cả đời. Em cảm ơn anh Vĩ Thanh nhiều lắm. Ủa, sao cô biết tên tôi và cả nơi làm việc nữa? Tên của anh thì em mới vừa hỏi nhân viên ở đây nên mới biết thôi. À. Còn vì sao em biết nơi ở này? Chuyện ấy nào có khăn chi? Trong khi đường phố đông người. Nói thật anh Thanh đừng cười, kể từ khi gặp anh hôm đó không hiểu lý do nào mà đêm đêm em chập chờn có ngủ mơ. Cô Ái Liên, cô Ái Liên thật là vui tâm. Cho vui. Không, em thật tình chứ chẳng có đùa đâu. Vậy thì lý do gì cô không ngủ được? À, cô đi mưa cho nên đêm bị sốt phải không? Có lẽ là thế. Mà thôi đi, không có nói chuyện ấy nữa. Anh Duy Thanh à, tối nay em có một chương trình đêm hồng ở nhà hàng Đồi Sao á, anh có vui lòng đến dự chứ? Tôi thành thật cảm ơn cô đã có giả ý mời, nhưng buổi tối tôi thường dành thời gian cho gia đình, tôi đành phụ tình cảm của cô vậy. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc là chương trình biểu diễn của tôi không được sự ủng hộ của nhà doanh nghiệp trẻ Duy Thanh. Thôi, tôi xin phép được tạm biệt ở đây ha. À, thôi, bây giờ như vậy nha. Tôi không dám hứa trước với cô, nhưng nếu tôi sắp xếp được thời gian thì có thể tôi sẽ đến. Rất mong anh sẽ đến. Thôi, em về nha. Vâng, cô Liên về. Gì đó anh Hiển? Nhớ rồi, cô gì? Này rồi anh ơi. Ca sĩ Ái Liên. Ái Liên mà nãy tôi nghe sướng sát thành ra gây điên. Thì ca sĩ Ái Liên chứ ai. Dạ. Mà anh ơi,
anh làm cách nào mà anh quen cô ca sĩ Ái Liên này hay quá vậy anh? Hả? Có gì ghê gớm lắm đâu, ca sĩ cũng là người như mình vậy thôi. Anh nói vậy chứ nếu như họ có tiếng tâm thì họ rất là kiêu sa, làm quen với họ không có dễ chút nào đâu. Anh biết không, em thích một cô ca sĩ ở gần nhà, nhưng đã lâu không bày tỏ được gì. Hồi còn nhỏ cô ta như đồ bỏ, nhưng cặp số đỏ cổ thành dần trăng tỏ. Nay là một ca sĩ nổi danh gặp mình, cô không có thèm. Lỗi do anh nào đâu phải do nàng, không biết thân mà lại thích đèo bồng. Anh không có rõ nên đôi điều mắt mỏ, bởi lúc nhỏ tôi với nàng gắn bó. Nhưng bây giờ họ đã quay lưng, nghĩ đời sao nó bạc bẽo vô cùng. Anh coi vậy mà cũng lãng mạn quá ha. Dạ, lãng mạn đôi khi cũng thú vị lắm chứ anh. Đời buồn mình lãng mạn cho vui, đời vui mình lãng mạn cho nên thơ. Nàng ơi nàng nhớ ta chăng, ta ngồi ta nhớ hàm răng nàng cười. Nói tóm lại, anh muốn chọn đối tượng là ca sĩ chứ gì? Không dám đâu, không dám đâu anh Thanh ơi. Thú thật với anh, khi yêu thì người ta chọn ca sĩ để yêu, nhưng cưới vợ thì chớ dại đụng chạm vào đó, vì chẳng bao giờ quản lý được tâm hồn của họ. Anh học ở đâu được mới tiếp đó đó? Đó là kinh nghiệm, kinh nghiệm lớn của những người từng trải chứ không phải đùa đâu. Nè, anh chưa lấy vợ, lấy gì để từng trải? Để có dịp nào tôi thi thố tài năng từng trải của tôi cho anh thấy. Vậy nói cho tôi nghe, cô ấy liền như thế nào đây? Hấp dẫn. Ừ, thì tôi cũng thấy như thế đó. Nhưng còn gì nữa? Trời ơi, người ta hấp dẫn thì anh cứ nhào vô đi, anh còn hấp hối nữa hả? Ôi, thử đi, cho biết mùi cả ca sĩ rồi chứ. Thôi đi ông nội, tôi có vợ con rồi, anh xúi cái chuyện động trời không à? Thì anh giám đốc mà tôi dám xúi mà. Nè, chị Dân suốt đời đâu có đến đây đâu mà anh sợ. Với lại tôi xúi anh yêu chơi chứ có cưới luôn đâu. Nhưng tôi dai liền đâu có cái gì, chỉ vừa mới quen nhau thôi à. Vừa mới quen nhau cũng có nghĩa là bắt đầu yêu được rồi. Tôi thấy mắt của nàng ta đã rõ ràng say mê anh rồi. Không tin thì anh cứ giao cái việc này cho tôi. Việc gì? Cô nàng xinh quá, chắc chắn chị ở nhà không thể nào qua nổi. Đâu có tốn hào gì, anh nên thử một lần cho vui. Nè, thật tình thì tôi không bao giờ quên được vợ nhà. Nhưng mà theo lời của anh ha, tôi cũng muốn thử một lần xem. Đúng rồi, của trời rơi xuống anh dư quốc đức nên mới đến giờ tội hướng. Vậy tối nay anh phải dẫn đường à? Rồi ta vui một bữa cho đời lên hương. Vào thiên đàn ai ân là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời mới, có hoa vàng phủ đường non ở chân miền. Là vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trong sau mưa hết nắng, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Ái Liên xin thành thật cảm ơn sự cổ vũ của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc đến đây là chấm dứt. Bây giờ đến phần thư vũ, mời quý vị ra sàn nhảy. Diễm lệ như bà hoàng, mời cô ngồi. Tiếng cô của anh nghe sao xa lạ quá vậy? Dù sao chúng ta cũng chỉ mới quen nhau mà. Không đâu, em đã biết anh từ lâu rồi chứ. Em đã biết anh từ lâu. Dạ. Khi nào và ở đâu? Thật ra nhà của em không xa nhà anh cho lắm, có nghĩa là em vẫn thường gặp anh. Nhưng biết rõ nhất là trong bữa tiệc khai trương ở nhà hàng Ngọc Tiên á.
À, thì ra là vậy. Cùng đi với anh có vợ đẹp con xinh, anh tỏ ra không quan tâm đến ai cả. Hầu như trên đời này đây chỉ có bà xã của anh thôi. Tuy nhiên em cảm thấy mến anh thật sự. Từ cái hôm anh cho em được khoái gian á. Vậy sao sáng nay khi đến văn phòng anh làm việc, em đã bảo do em cố tình theo dõi nên mới biết chỗ của anh làm. Anh đừng giận em, đó chỉ là cách nói cho qua lề. Em biết rõ là anh đã có vợ con rồi mà Liên. Em biết rất rành có một vợ và hai con. Bởi nhà của mẹ em với nhà anh đâu có xa xôi gì. Còn nhà hôm nọ mà anh đưa em về. Dạ, đó chỉ là căn nhà trọ mà thôi. Em thường xuyên ở đó với bạn chứ không có về nhà. Ủa, tại sao lại là như vậy? Đơn giản thôi, vì em theo nghiệp cầm ca mà mẹ em thì không muốn. Sao em không giải thích cho mẹ em hiểu rằng nghề nghiệp nào cũng có giá trị của nó chứ? Có chứ, em có giải thích nhiều nhưng mà mẹ em cũng không chấp nhận. Khổ cho em á là nếu nghe lời mẹ thì em phải sống một cuộc đời lân đân, ngày hai buổi gánh hàng trên vai mà cơm chẳng được no. Nhìn mẹ thiêu trước hộp sao em thầm khóc bao lần. Vì thương mẹ cho nên em mới tự nhủ là phải tự tạo cho mình một hướng đi riêng. Em hy vọng rằng cuộc sống sẽ vươn lên để cho mẹ em không còn lâm cảnh đói cơm khát nước. Nhìn em và không chấp nhận bất cứ vật gì mà em mang về cho mẹ. Vì vậy coi như ngôi nhà của em không bao giờ về đó nữa đâu. Xin lỗi em, anh đã khơi lại chuyện buồn. Không sao đâu anh à. Thôi, chúng ta bỏ qua chuyện buồn phiền đi. Anh Thanh. Anh nhảy với em một bản nha. Ê chết, anh không biết nhảy. Vậy mình ngồi đây trò chuyện được không? À, được chứ. Nhưng em tiếc là anh không được thưởng thức cảm giác êm ái trìu mến trong những bước nhảy. Công việc đã cuốn lấy tuổi trẻ của anh, làm cho anh quên mất những cái thú vị mà con người cần được hưởng thụ. Ồ, bây giờ anh nhận ra điều đó vẫn chưa muộn mà. Nếu anh không chê thì em sẽ tình nguyện làm kẻ hướng dẫn anh từng bước nhảy ban đầu. Để anh tính đã. Có phải anh tính gì bàn lại với bà xã của anh không? Cô kìa, sao Liên xem thường anh như vậy? Anh Thanh à, anh đừng giận. Đừng có giận em mà anh giám đốc của em. Em thật không có ý coi thường anh đâu. Không coi thường, tại sao em lại nói như vậy? Bởi vì anh là một người rất yêu và tôn trọng vợ, cho nên em mới nói như vậy á. Yêu và tôn trọng vợ là một việc, còn biết bay bướm lả lướt là một việc khác. Anh Hiển à, nãy giờ anh đi đâu vậy anh Hiển? Nó đi hát karaoke với một em ca sĩ. Hát karaoke mà sao giọng nói lè nhè, bước chân không có vững nữa. Tôi bị cô ca sĩ ấy đo dáng nằm dài, không ngờ thủ lượng quả của cỡ thượng thừa. Có lẽ hôm nay anh đụng nhầm đầu ly, uống rượu khỏi chê. Nhưng mà mê thiệt, dù uống rượu vừa kề cận nhưng ghét nàng tiên con người mình muốn điên. Nếu anh muốn biết mời anh đi liền, mặt tình ca hát nơi đó nó đủ đầy. Muốn gì có ngay nhạc tàu nhạc tay mặt sức cứu kê. Đêm nay nhất định em mời anh cho được, phải cùng với em hát karaoke. Sao? Mời anh giám đốc trẻ của em lên trên kia kìa. Lên trển làm gì? Để cùng em hát karaoke. Được đó, hát karaoke thì tôi đi anh.
Thì ra ông giám đốc nhà ta không phải là thánh. Ông ta đang lao vào cuộc chơi nguy hiểm, đùa với lửa trái tiếng. Có gan thì làm giàu, có đào thì karaoke. Má ơi, cơm canh đã dọn sẵn trên bàn, sao mình chưa ăn vậy má? Ăn cơm đi má, con thấy đói bụng quá à. Chờ ba một chút đi hai con, có ba về cùng ăn mới vui. Lúc này ba kỳ quá à, chiều nào cũng về trễ, bắt mẹ đợi cơm hoài à. Chắc tại lúc này ba bận nhiều việc nên mới như vậy đó. Em đừng có trách, tội nghiệp ba. Đúng rồi, thấy ba hai con đi sớm về tối, các con nên thương ba nhiều hơn. Ba làm việc mệt nhọc là để có tiền nuôi mẹ con mình mà. Thôi, hai con vào phòng học bài một chút nữa đi. Chừng nào ba về á thì má gọi ha. Hai đứa ngoan nha. Dạ. Dân. Dạ. Sao con không hỏi thằng Thanh sao lúc này đi làm thường về trễ vậy? Dạ thưa má, anh có nói với con rồi, dạo này công việc làm ăn bận rộn hơn trước nhiều đó má. Con phải coi chừng hai chữ bận rộn của nó đó nghe con. Anh Thanh cực khổ tất cả vì vợ, vì con. Má đừng nghi ngờ vì ảnh tội nghiệp ảnh má à. Nó là con trai của má, bộ má không thương nó sao? Nhưng hồi này má thấy nó hơi khác lạ hơn trước, nên má nhắc con cầm chừng vậy thôi. Con biết, con biết má không yên lòng, nhưng con xin má đừng suy nghĩ chi cho khổ trí lao tâm. Anh Thanh của con là người chồng tuyệt vời, là người cha tốt của các con. Xin má hãy trọn niềm tin. Dân à, thời gian gần đây má thấy thằng Thanh lộ vẻ bất thường. Nó ít nói, ít cười, cùng mẹ hỏi han với con Ngọc, con Ngân. Nó cũng không như thuở trước nô đùa, thường nhắm mắt suy tư một mình, khiến cho má vô cùng ngại nghi. Con thương anh Thanh vì xưa nay anh rất hiền lành, từ lúc anh ấy còn là làm sao quên được 15 năm trước đây. Mẹ con má sống trong cơ hàng đói khổ, vì là chỗ thân quen nên ba của con ra tay giúp đỡ cho thằng Duy Thanh được làm công tạm sống qua. Con vừa là dâu vừa là ân nhân của gia đình má con. Nếu giờ đây thằng Thanh lại thay tâm đổi tánh quên bỏ vợ, nhà tội lỗi
quá thương con mà má nghĩ suy lo lắng như vậy. Chứ theo con biết, chồng con không có vấn đề gì đâu má ạ. Ý, hình như chồng con về, để con ra mở cổng. Ngân Ngọc ơi, ba hai con về rồi nè, chuẩn bị ăn cơm nghe chưa? Anh mới về. Ừ. Ba, sao hôm nay ba về trễ vậy ba? Con đói bụng muốn chết, mà mẹ bắt phải chờ ba về mới được ăn cơm. Ba xem má thương ba hết biết chưa? Ba đi làm về mệt muốn chết luôn, hai con nó nhiều quá. Ngân Ngọc, đừng có làm rộn ba. Ngân, chạy vào phòng lấy khăn lau mặt cho ba lẹ lên đi con. Dạ. Còn con Ngọc nè, ngồi vào bàn ăn để cùng ăn cơm với ba đi. Dạ. Thanh à, lúc này bộ công chuyện bề bộn lắm sao mà má thường thấy con đi sớm về tối vậy Thanh? Chuyện làm ăn của con má trả hỏi chi cho mệt không biết nữa. Lạ chưa, xưa nay đâu có khi nào con trả lời với má bằng cái luận điệu này đâu Thanh. Dạ, mời ba lau mặt. À, mời anh dùng cơm. Ăn gà hoài chán kinh khủng, làm sao mà ăn cho nổi không biết nữa. Anh không thích ăn gà, vậy hãy nói cho em biết anh thích món gì hả? Lúc này anh thấy em làm món gì cũng dở chán luôn, không có thể nào mà ăn vô. Ừ, em cũng không hiểu sao lúc này em nấu ăn tệ đến nỗi anh phải chê. Nhưng dù không ngon miệng, anh cũng nên ăn giùm em để giữ gìn sức khỏe nha. Thức ăn không ngon mà em bắt anh ăn thì làm sao nuốt cho được. Em có lỗi, vì anh đã đi làm mệt, về nhà không có bữa ăn ngon miệng, em thấy áy náy trong lòng. Em... Thanh à, con chưa già thì khó khăn á, nó vừa vừa thôi chứ. Má thấy các món ăn á thì cũng như xưa này, chứ có khác gì đâu. Vậy mà con chê là như thế nào? Nè, muốn gì thì cứ nói chứ đừng có tạo ra cảnh khổ cho vợ con. Con bây giờ phải làm việc hơn trước gấp mấy lần, thần kinh luôn căng thẳng, cơ thể thì kém suy, sức lực nghe tổn hao. Cho nên cái miệng nó đòi hỏi khác hơn. Nhà mình bây giờ con thấy không có vui, ba không cười, con mặt má phù hiu à. Nội thì hay giận, mỗi khi ba về muộn, thức ăn thì rất ngon, nhưng ba thường chê mẹ thật, con không hiểu được. Ngọc, con nói bậy gì vậy? Coi chừng mẹ đánh đòn con đó nha. Ngọc nó không nói bậy đâu mẹ à. Con thấy nhà mình bây giờ làm sao đâu á, ba má bỗng dưng không có vui nữa. Thanh, con hãy thay mặt cho cả nhà này trả lời hai đứa con của con đi Thanh. Trả lời đi. Ngân, Ngọc, tại sao hôm nay các con ăn nói xàm thế hả? Nhận xét và cảm nghĩ của trẻ con rất là chính xác. Má cũng trùng khớp thắc mắc với hai đứa tụi nó, chứ không có làm xàm chút nào hết á. Má à, thật ra nhà mình có gì đâu má. Có gì đâu. Đời tới con phát hiện ra bị mất vật mà con quý báu nhất á, thì mẹ sợ đã muộn rồi à. Má muốn ám chỉ con điều gì nữa đây? Má đâu có biết, chỉ có con mới rõ hơn má chứ. Con đã quá mệt mỏi, vậy mà cứ gặp toàn là chuyện bực mình không à. Thú thật với má, con rất bất mãn à. Anh đừng giận má và các con, chung quy cũng tại mọi người muốn không khí gia đình vui vẻ như xưa mà thôi. Lỗi tại tôi làm cho gia đình này không vui hay sao? Dĩ nhiên là không phải tại anh rồi. Vậy thì tại ai? Có lẽ mọi sự bắt đầu từ em vụng về quá mà ra. Vậy thì đừng có trách tôi, tránh ra để tôi đi nè. Nhưng anh đi đâu chứ? Đi đâu để tôi? Anh Thanh, anh Thanh. Má đừng buồn nữa, ba giận ba đi lát rồi về ngay à. Má ơi, bộ má khóc hả? Ba đi chơi bỏ má ở nhà một mình, má buồn phải không? Đâu có. Má đâu có buồn, má đâu có khóc, má chỉ lo cho ba con chưa ăn uống gì mà lại vội vã đi. Thank you.
đừng nói nữa. Đừng nghi ngờ điểm xấu khi mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà. Được rồi, được rồi. Nếu sau này có chuyện á thì đừng có nói là má chồng mày sao mà thờ ơ dửng dưng nha. Má, má đi đâu vậy? Sao không ở nhà ăn cơm? Ăn uống cái gì nổi nữa. Tao đi chơi. Nội, con đi với nội được không nội? Không, nội chỉ muốn đi một mình hả? Ba cũng kỳ, mà nội cũng kỳ nữa. Ừ, tao kỳ vậy đó. Má, hai con của má. Cứ chạy thẳng hả bà? Ừ, buồn quá muốn đi một vòng cho thoải mái. Chú cứ chạy một lát trả tôi về chỗ hồi nãy bao nhiêu tiền cũng được. Dạ khỏe thôi. Ê dừng lại, dừng lại. Ơi bà quên gì hả? Chạy đi. Dạ chạy. Dạ, cháu ơi cháu có cách nào chạy theo cái cậu mà đi xe cái xe đỏ rim đó mới vừa mua thuốc lá chạy về phía trước mình đó không? Có không? Hắn là kẻ gian hả bà? Bậy. Nó đâu phải là kẻ gian. Vậy chứ không phải kẻ gian sao bà theo dõi được chứ? Nó là bồ của con gái tôi. Vậy hả? Tôi theo dõi để biết nó có phải là người đàng hoàng hay không thôi hà. Như vậy mà bà làm cháu hồi hộp quá. Cháu cứ tưởng nó là kẻ gian à. Cháu sẽ tóm hắn ngay cho bà ra. Thôi được rồi, cháu chạy mau lên để rượt theo kịp nó nghe con. Trời ơi bà ơi, trời ơi chân có cục quá, làm sao đạp được nổi. Bà nhìn kia. Trời ơi, nhanh. Dạ, được. Hắn dừng xe và đang bấm chuông cái nhà kia. Có. Đó. Dừng lại. Dạ dừng. Dừng lại. Dạ dừng lại gấp. Dạ dừng thắng lại. Dạ thắng nè. Đất ơi. Dạ. À. Giữ một khoảng cách kẻo nó nhận ra tôi đó nghe không? Dạ chắc rồi. Bà yên tâm đi. Hắn không biết nó bị bà theo dõi đâu. Thưa bà tính sao? Rùng quá. Thằng chờ đó. Cháu chạy ngang qua nhà ấy ha. Và xem giùm nhà số mấy. Đưa bà về chỗ cũ nha. Rồi. Đi đâu? Ôi trời ơi, hơi sức đâu mà con lo không biết nữa. Má đi dạo một chút chứ có đi đâu đâu. Nè, bánh này má mua cho con Ngân với con Ngọc. Con đưa cho tụi nó ăn đi. Lúc nãy ở nhà con cho hai đứa nó ăn cơm rồi. Má mua làm chi cho tốn kém? Tốn kém thì tốn kém chứ. Con làm cái gì mà hà tiện dữ vậy? Làm ra tiền thì để con cái nó ăn, chứ con tính để tiền cho ai ăn? Tánh con thì má biết rồi. Cả đời con chỉ có chồng, con là trên hết. Tuy gia đình mình không thiếu thốn nghèo khổ, nhưng để có được như vậy, anh Thanh phải cực nhọc bao nhiêu năm. Con không dám và không muốn phung phí đồng tiền của ảnh làm ra. Dân à, con nói vậy má không có chịu nha. Người ta có câu của chồng công vợ, huống chi cái sự nghiệp to lớn ngày hôm nay mà thằng Thanh có được là do của cha con để lại, thì con có quyền hưởng chẳng ai ngăn. Má à, theo con sự nghiệp của ba con để lại không có là bao nhiêu, cứ mãi ngồi ăn thì không mấy ngày cũng hết mà thôi. Chồng con khổ cực giữ gìn và phát triển nó thêm nên mới được như ngày hôm nay. Con nghĩ rằng tất cả đều nhờ âm thanh. Tuy là như vậy nhưng má muốn con có đôi chút quan tâm, đừng để chồng con nó quá tự do.
xong khéo sau này có điều xấu xảy ra. Má, má thấy gì ở anh Thanh mà má nói như vậy hả má? Con Ngân, con Ngọc đâu rồi? Dạ, hai đứa nó ngủ rồi má. Má cũng muốn con hôm nay phải ngủ sớm á. Con phải chờ anh Thanh về. Hôm nay ảnh giận con chờ ảnh về để xin lỗi. Dạo này má thấy con ốm hơn trước á. Con không thể khinh thường sức khỏe của mình. Ngủ sớm đi con. Còn thằng Thanh bao giờ nó về mặc kệ nó. Không được đâu má à. Con có lỗi mà. Con không có lỗi gì cả. Chỉ tại nó muốn kiếm chuyện thôi hả? Nhưng tại sao chồng con lại phải kiếm chuyện với con? Má không biết nói sao cho con hiểu. Nhưng má muốn... muốn đêm nay con chiều ý má một lần được không Như Dân? Má cứ nói, con nhất định chiều má được mà. Con đã nói thì phải giữ lời hứa nghe. Dạ. Má không muốn gì to lớn cả. Mà chỉ muốn cho con là đi ngủ sớm đêm nay thôi hả? Má, con đã hứa sẽ chiều má nhớ không? Dạ. Đi ngủ đi con. Dạ. Ủa, giờ này má vẫn chưa ngủ sao? Thức chứ. Thức để chờ cửa thằng con yêu quý của má đi chơi về chứ. Hôm nay má chờ con là chuyện quá đổi lạ lùng à. Chắc là Như Dân nhờ má phải không? Má phải bắt buộc nó mới chịu vô ngủ. Chứ không phải tệ như con đâu Thanh. Má trách con cái gì nữa đây? Ngồi xuống đó đi. Ngồi xuống đó má hỏi chút chuyện. Chuyện gì mà má nhất thiết nói chuyện vào đêm khuya như vậy hả má? Cũng gì má muốn giữ thể diện cho con đó. Má đừng ốp mở nữa làm cho con khó chịu quá à. Duy Thanh, mày mau nói thật. Từ chập tối tới giờ mày đi đâu? Đến nhà ai? Đừng hòng giấu nhẹm. Má hỏi thì con khai chứ dâu má làm chi. Nè, con đi ăn và xem phim với một người bạn. Đó. Như vậy má tin chưa? Má còn hỏi gì nữa không? Kể cả mẹ mày mà mày cũng nói láo nữa sao Thanh? Mày đi với bạn bè hay đến nhà của ai? Con Như Dân nó có tội tình chi mà mày xứ tệ? Nhưng mà con có làm gì đâu. Mày đừng buộc tao phải nói ra nghe Thanh. Mày đã mất tư cách rồi, về phim làm chồng làm cha. Má nói như vậy nghĩa là gì? Con chưa hiểu rõ đầu đuôi. Thanh, mày có thể lừa dối vợ mày vì nó ngây thơ. Nó dại dột đặt hết nơi mày sự tình yêu trọn vẹn. Chứ mày không thể nào qua mắt được mụ già này đâu. Sự nghiệp và hạnh phúc đang ở trong tay thì cớ gì mày thay lòng đổi dạ? Mày lại mê chi một cô gái phấn son lòe loẹt? Má có bằng cớ gì không mà đi gán tội cho con? Duy Thanh, tao là mẹ của mày mà. Tao lại không thương mày sao? Nhưng thương mày không có nghĩa là đồng lõa cho mày nhúng chân vào mực đen Thanh mà. Con, tao cũng không gán tội vô cớ cho mày. Mà chính mắt tao nhìn thấy mày, mày đi vô căn nhà đó với một đứa con gái. Mày có còn gì để chối cãi nữa không hả Thanh? Trời ơi. Như Dân. Dân, em đã nghe tất cả và nghe rất rõ. Nhưng em không tin như vậy. Em không tin rằng chồng em đã đem lòng phản bội. Hãy nói đi anh, nói là anh vẫn yêu em như buổi. Mặt nhuộm buồn như thu nhận tối tình.
bên kia. Trời ơi, trước mắt của em mọi việc như chuyển xoay. Chỉ Thanh ơi, nếu mất anh làm sao em sống nổi. Anh đã chán em sau mười mấy năm chung chăng vui. Một sự thật bất ngờ làm tim em đau nhói. Anh dân ơi, anh cũng chỉ là tên đàn ông tầm thường, nên anh không trông lại được sức quyến rũ của người ta. Tự thấy mình đang chê trách nhiều dân. Em hãy nói là cô giận anh không? Em không giận anh. Em luôn tha thiết xin anh đừng bỏ em, đừng bỏ các con của mình. Nhưng dân ơi, mười mấy năm làm vợ em đã tuyệt vời, mang hạnh phúc đến cho anh. Thế mà anh lại mù quáng si mê, suýt chút nữa đã gây cho gia đình đổ. Nhìn em anh vô cùng hối hận, thương em thật nhiều quá đôi mắt ngây thơ. Đôi mắt này đã trông trông ngồi đếm thời gian, trong đêm vắng chờ chồng đi về muộn. Dân ơi, làm sao anh bỏ em bỏ con cho được, qua phút lỗi lầm anh đã thật sự ăn năn. Và xem chuyện qua rồi như cơn mộng mị mà thôi. Em tin anh, bởi vì mười mấy năm nay anh đối xử với em rất tốt. Anh Thanh. Thôi em à, mình đi ngủ đi em. Dạ. Ủa, sáng nay vợ chồng mày dẫn bà cháu tao đi đâu đây? Anh muốn sáng nay Khao cả nhà ở nhà hàng này đó má à. Nhưng Khao về cái vụ gì mới được chứ? Chẳng lẽ Khơi Khơi dẫn cả nhà đi nhà hàng Khao một bữa mà chẳng có mục đích gì sao? Cái vụ đêm qua anh muốn làm quà với con, anh hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Má cũng giái trời được như vậy á. Con mời má ngồi. Em ngồi kế con đây nè. Dạ. Được ăn nhà hàng, nội thích không nội? Thích chứ. Ờ hả, thì ước gì sáng nào cũng được ba dẫn đi vậy nè. Không có cái chuyện đó đâu công chúa à. Ngày nào cũng ăn nhà hàng chắc phải bán nhà ra chợ ở quá. Má à, má dùng món gì để con kêu? Muốn kêu gì á thì kêu mà. Má, con muốn má ăn gì để con kêu cho vừa ý của má. Mày làm như tao khó khăn lắm không bằng vậy đó. Còn em? Anh thích món gì á thì em cũng vậy. Con với chị Ngân ăn cũng giống như ba má luôn. Anh kêu mì xào Thượng Hải chắc là má chịu lắm đó. Anh ơi, anh cho 5 dĩa mì xào Thượng Hải nha. Ba biết ý của nội hết trơn à. Nội thích ăn mì xào Thượng Hải lắm phải không nội? Ừ, món đó hợp khẩu với nội à nha. Xin lỗi, anh cho hỏi thăm đã mấy giờ rồi? 6 giờ kém 5 phút. Không phải, đã 7 giờ kém 5 phút rồi. Thế à, cảm ơn anh. À, tôi có thể ngồi đây cùng dùng điểm tâm với gia đình được không? Dạ, mời cô cứ tự nhiên. Cảm ơn.
chỉ quả là người tốt bụng, còn anh Thanh thật là kỳ lạ. Ủa, nói vậy cô có quen biết với chồng tôi? Ờ, cô này là bạn của anh lâu lắm rồi. Bạn với nhau sao trông rất ngỡ ngàng. Con Hải mời bạn của mình ăn sáng. Dạ, cảm ơn bà, cháu vừa mới ăn xong. Ờ, giống như tự nhiên con dâu tôi nó rất là thật tình vậy đó. Cô là bạn của chồng tôi, hân hạnh được biết cô. Tôi cũng hân hạnh được biết bà xã của giám đốc Duy Thanh. Tôi nhìn hai người thật xứng đôi và đầy hạnh phúc. Cảm ơn cô đã khen vợ chồng tôi. Vâng, hai vợ chồng tôi rất là hạnh phúc. Anh Thanh hết lòng yêu thương vợ con, một người chồng tốt như vậy tuyệt vời quá phải không cô? Tôi tên Ái Liên. Cô Ái Liên, chị Diễm phúc thật nên mới gặp một người chồng như ý muốn. Tôi ước gì đời tôi cũng tốt số như chị thì sung sướng biết bao. Các con đã ăn xong rồi, em mau đưa chúng tới trường kẻo muộn đó. Còn anh sẽ đến văn phòng ngay bây giờ. À, dạ, đi thôi các con. Má ơi, má về nhà coi nhà giùm con nha. Tiện đường con đi chợ luôn. Cô từ từ dùng điểm tâm với anh Thanh nha. Tôi có việc không thể ở lại. Xin được bắt tay cô. Dạ. Chiếc nhẫn. Ủa, chị sao vậy? Không, tôi không có sao hết. Tay của chị lạnh lắm, chị có bệnh không? Dạ không. Tôi có cái tật tay hay ẩm mồ hôi. Thôi, tôi đi kẻo trễ lắm rồi. Ngân Ngọc, hai đứa chào ba, chào nội và cô đây. Học các con. Dạ. Chào nội, chào ba, chào cô. Má à, con có một xấp tiền mới xuất ngân hàng ra. Lì xì má 4 tờ xài chơi. Lì xì thì má lấy à nha. Con biết má rất thích chiếc áo len mới. Vậy má đi mua đi má. Nói chung là con muốn má rời khỏi nơi này chứ gì. Má, má nói kỳ. Thôi được, má không làm cho con khó chịu đâu. Chào cô. Dạ chào bác. Không ngờ ngẫu nhiên đi ăn điểm tâm mà gặp anh ở đây. Thật thú vị. Thú vị. Em xuất hiện lúc có mặt vợ con và má của anh là bất tiện, em biết chưa? Làm gì mà anh sợ đến tái mặt vậy? Họ chỉ nghĩ em là bạn gái của anh thôi, chứ có biết gì đâu mà anh sợ. Đàn bà họ có những giác quan nhạy bén vô cùng. Nè, lúc nãy em không thấy gì sao? Má của anh nhìn em rất là lạ. Có lẽ bà ta đã nghi ngờ rồi đó. Em không để ý đến chuyện đó làm gì. Em chỉ cần biết là anh yêu em. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho em vui dạ. Em đừng liều như vậy không nên, sẽ có hại sau này. Anh Thanh à, anh hăm dọa em đó phải không? Đã yêu em á thì anh phải có bổn phận chứ. Bất cứ giá nào cũng bảo vệ cho em. Nhưng anh có nói yêu em đi bao giờ? Em đừng theo đuổi anh nữa, vì anh đã có vợ con và một mái gia đình hạnh phúc rồi. Đừng giỡn nha anh Thanh. Nếu anh không yêu em á thì quan hệ với em lâu nay để làm gì? Em hiểu anh mà, anh là kẻ thích đùa. Nhưng lần này anh hoàn toàn không đùa giỡn. Từ nay anh không muốn quan hệ với em nữa. Anh có lỗi quá nhiều với vợ anh rồi. Anh không muốn làm kẻ khốn nạn. Đừng, anh đừng tự trách mình một cách quá đáng. Thật ra em yêu anh và chỉ cần tình yêu của anh thôi. Em không đòi hỏi ở anh bất cứ một điều kiện gì. Như vậy suy cho cùng, trong tình yêu này em là kẻ thiệt thòi. Vậy anh có lỗi gì với vợ anh chứ? Đành rằng em nói rất đúng, và anh cũng hiểu cái tình của em dành cho anh. Anh xúc động lắm, và chắc là sẽ nhớ em hoài. Tuy nhiên anh xin em hãy quên anh, vì anh không thể nào đáp lại tình em. Anh Thanh, số phận của em thật bất hạnh. Em chỉ muốn yêu và được yêu như vậy mà. Liên à, em là một cô gái vừa có tài vừa có sắc, rồi em sẽ không thiếu tình yêu. Đừng buồn, đừng buồn nữa Ái Liên à. Em không tin. Anh không hiểu tình yêu là hai tâm hồn hòa hợp à. Ái Liên. Duy Thanh, anh có thể
thể đưa em về được không? Anh đưa em về? Dạ. Về cái nơi mà đã bao lần anh rơi vào sa ngã vì đôi mắt quyến rũ của em. Aileen, anh... Em không trách anh đâu. Dù sao anh cũng là người tốt, có trách nhiệm làm chồng. Nếu như lòng anh không muốn tới, em về một mình vậy. Aileen, anh... Thôi được, anh sẽ đưa em về. Anh đưa em về à? Ừ. Như vậy phải được không à? Đã thấy rồi phải không? Có lẽ lần này thì con công nhận má nhiều kinh nghiệm hơn con, nên đã đoán trước được sự việc phải không? Má, bây giờ phải làm sao đây má ơi? Làm sao à? Phải tính sổ với con đó chứ sao bây giờ. Đi, con đi theo má. Má biết chỗ tụi nó đến rồi. Xin đừng má ơi, như thế chồng con danh dự bị tổn thương. Nó đâu còn danh dự hoặc uy tín gì mà con sợ. Khi đã quên bỏ vợ con thì là phường vô nhân. Má, nếu chậm trễ thì mất chồng, lúc đó má không giúp gì được cho con đâu à nghe. Con không thể mất anh Thanh. Không biết làm gì đâu má ơi. Như dân, tội nghiệp cho con dâu của tôi. Dạ, em mời anh vào ăn điểm tâm. Anh nói anh không có ăn. Thu Dân, sao em không nghe lời của anh vậy? Anh cần 100 cây vàng. Em nghe chưa? Hãy lấy đưa cho anh. Nhưng em muốn biết anh định làm gì với số vàng lớn như vậy. Anh hùng vốn mở một công ty với một thằng bạn, lớp vợ ở nước ngoài mới về. Nhưng mà nhà mình đâu còn đủ 100 cây vàng. Sao vậy? Anh quên là mình đã gửi ngân hàng mấy trăm triệu. Hiện giờ em nhớ là mình chỉ còn khoảng 60 cây mà thôi. 60 cây? Dạ. Làm gì được chứ 60 cây giờ? Nếu anh cần thì lấy số nữ trang của em, vàng dòng và đá quý, chắc cũng trị giá trên 10 cây nữa. Thôi cũng được đi, em cho anh mượn tạm, rồi mai mốt anh sẽ hoàn trả lại cho em. Vợ chồng mà sao anh lại nói vậy? Anh có làm ăn thì cũng vì tương lai của em và các con thôi. Trong số vàng mà em sắp trao anh, nó là của riêng em mà ngày trước ba đã chưa. Nhưng em là vợ của anh rồi, trái tim em còn quý hơn vàng. Vậy mà em cho anh trọn đời không nên để cho em phải lắng lo nhiều. Nhưng thật sự anh đang cần em hãy một lần vì anh. Vì anh thì em luôn hết già, có khi nào em làm phận ý anh đâu. Thu Dân, con nên nghe lời mẹ, đừng trao vàng cho. Má, mày còn đủ tư cách gọi tao bằng má sao Thanh? Tại sao má lại làm khó làm dễ con? Không phải má mày làm khó dễ mày, mà là đang cố sức bám giữ hạnh phúc của mày khỏi phải tan vỡ. Mày đòi số vàng to lớn như vậy để làm gì? Nếu không phải đem cúng cho con hồ ly đó, hả? Phải không? Kìa, sao má lại xúc phạm đến người ta? Mày không cho má mày động chạm đến người ta thì mau mau thức tỉnh ra khỏi cơn mê muội, sớm nhận ra lỗi lầm của mình trước khi quá muộn màng. Nhưng con đã nói con không làm điều gì lầm lẫn, tại sao má không tin con? Má không tin con chỉ vì bên cạnh con luôn có một con hồ ly tinh là hiện thân của đắc kỷ thứ hai. Má già rồi cái chết kề bên nên khổ với đau má còn lo sợ.
còn vui không? Mà nguyên căn này là do có tạo, Duy Khanh, má khuyên con hãy nghĩ đến gia đình. Má cũng biết rồi, ái liền lỡ có mà, con lo cho cô ta chỉ vì trách nhiệm, chứ không có chuyện nàng mê hoặc nghe con. Mày là thằng đàn ông chẳng có ra gì, quên bỏ vợ con chạy theo sắc đẹp, xã hội này không chấp nhận chuyện ấy được rồi. Tại vợ mày nó quá hiền lành á, nhưng hãy coi chừng thân bại danh liệt nha con. Má đảm, có lẽ tại con quá vụng về như dân à, nên chồng con chán chường đi quan hệ với người ta. Trời ơi, nhưng dù sao đi nữa, con vẫn tin chồng con sẽ không bỏ vợ bỏ con đâu. Vậy má đừng có ngăn cản con nha má, để con đi lấy vàng giao cho anh. Tao không dám nghĩ rồi cái gia đình này sẽ ra sao nữa đây ra nè. Ra sao thì ra, má để ý làm gì cho mở thống biết nữa. Trời ơi, tôi bất lực rồi chăng? Còn sợ hãi nào hơn khi phải chứng kiến đứa con yêu của mình trên đà xa đó. Anh Thành, tất cả ở trong này nè, anh hãy xem lại đi. Thôi khỏi đi, anh phải đi lo công chuyện liền đây nè. Anh Thành, anh Thành. Dân, sao con dại quá vậy? Của cải ấy mười mấy năm vợ chồng con gầy dựng được, con đã biết nó làm gì mà giao tất cả cho nó vậy Dân? Mà cái con muốn giữ là chồng con, chứ không phải vàng bạc. Má ơi, đó em xem đi, anh mua nhà này cho em á, anh rất là vừa ý nè. Tủ lạnh nè, cassette nè, tivi màu nè, đồ máy video nè, cả dàn karaoke nữa, tất cả đã biến nơi này thành lâu đài hạnh phúc rồi. Chưa đủ đâu anh à, cái tủ kia nó đã cổ lỗ xỉ rồi, cần phải thay bằng một cái thật modern. Còn nữa nha, cái giường hạnh phúc của chúng ta cần phải thay một cái giường nữ hoàng mới xứng với ngôi nhà này chứ. Phải rồi á. Vậy anh tính sao? Ngày mai anh chở em đi mua sắm chứ còn sao nữa. Sao lại ngày mai? Mua liền bây giờ đi anh. Bữa nay anh không có sẵn tiền ở đây rồi cưng à. Dạ, ông giám đốc doanh nghiệp tư nhân mà nói thế ai tên. Má đã khỏe rồi, anh vào nhà thương thăm má đi. Má có nói gì không? Má nói tất cả. Và em không hiểu tại sao lại làm như vậy. Anh đã đem tương lai của con anh sang tay cho kẻ khác. Em muốn nói cái gì đây? Em không muốn anh tiếp tục làm kẻ dối gian nữa. Nếu thực sự anh không còn yêu thương em nữa thì hãy nói thẳng ra, chứ anh đừng đem cả gia sản này dần dần trao tay người khác, thì em không thể nào chấp nhận. Em không chấp nhận thì em có thể ly dị. Ly dị? Anh Thành, anh có thể nhẫn tâm đòi ly dị với một người đã từng cùng anh đầu ấp tay gối hơn mười mấy năm sau? Thành ơi, từ lâu em cũng linh cảm rằng sẽ bị người ta cướp mất chồng em. Nhưng em cố đánh lừa cảm giác, cố thổi bùng niềm tin rằng anh chung thủy. Thank you.
về với gia đình. Thanh ơi, không có anh, cô Ái Ly cũng không sao mà. Nhưng nếu anh, thì em và cô con không thể nào sống bình yên được. Em tính như vậy là ích kỷ rồi. Ái Liên cũng là thân gái yếu mềm, cô ấy rất cần được che chở. Anh Thanh, rồi mọi việc tùy anh. Nếu cần phải ly dị để anh được vui thì em chấp nhận. Thu Vân, biết phải làm sao đây? Ái Liên dọa rằng sẽ không để yên nếu mình giải quyết vấn đề không thỏa đáng. Coi kìa Ngân, sao con khóc? Ba, ba ơi, con muốn ba má bỏ nhau. Con đã nghe hết rồi phải không? Nhưng con còn nhỏ, chưa hiểu gì. Đừng xen vào chuyện của người lớn. Vâng, con chưa hiểu gì. Nhưng con biết, con biết là khi thiếu cha hay vắng mẹ thì đời con sẽ khổ. Ba, ba ơi, con xin ba thương con và em Ngọc, mà ba đừng bỏ má. Để gia đình ta có được hạnh phúc như những ngày qua hôm sớm vui cười. Nói lại một lần nữa cho con biết, tuổi của con còn nhỏ nên chưa hiểu nổi hoàn cảnh của ba đâu. Nè, hãy mau vào đánh thức em con vậy. Hai chị em còn phải đến trường nữa, ba còn phải đi làm việc ngay bây giờ nè, nghe không? Tụi con non nghe lời ba dặn thì học hành. Vậy là tốt. Nhưng ba ơi, nhà mình bây giờ buồn quá. Má giận, ba hờn, còn nội thì ở nhà thương. Hai đứa con có lúc nhìn nhau đường ba
cổ đi. Con đến xin cổ trả bài về với má. Nghe chúng con nghe ba. Ngân, nếu cô còn xem vào chuyện người lớn nữa thì ba sẽ đánh đòn nghe chưa. Ba, tới giờ ba phải đi làm, chiều về nói chuyện tiếp với con. Ba, ba. Sao chị hai khóc vậy? Ngọc ơi, ba má mình sắp bỏ nhau rồi. Rồi đây chị em mình biết theo ai bây giờ? Em theo má, còn chị theo ai? Theo má thì ổng có ba, còn theo ba thì bỏ má. Còn ba nội nữa làm chi? Không biết nội mình theo ba hay theo má nữa. Nhưng mà chị muốn có cả ba, có má nữa. Ngọc, em muốn vậy không? Em muốn chứ. Hay là mình đi năn nỉ má nha, chứ má đừng bỏ ba. Ba bỏ má, chứ má đâu có bỏ ba đâu. Ừ, thì mình đi năn nỉ ba. Thôi đi, ba vừa la chị, chứ ba không để tụi mình năn nỉ đâu. Vậy bây giờ mình làm sao chị hai? Phải nói cho nội biết, để nhờ nội nói với ba mới được. Vậy thì mình xin má cho nghỉ học để vô nhà thương thăm nội, phải không chị? Ừ. Ngân, Ngân, má ơi, con má ơi, ba đi rồi. Má, má đừng có khóc nữa. Má để con vô nhà thương cho nội biết, nội sẽ có cách giúp má mà. Không được, các cô không được nói gì trong lúc này, biết chứ? Sức khỏe của nội không có tốt, nếu nội buồn thì sức khỏe càng xấu hơn, không ích lợi gì hết. Các cô có hiểu ý của má không? Dạ hiểu. Ngân, cô có nghe má nói không? Trọng đại như vậy má không nên giấu nội. Má không giấu nội, nhưng hiện thời nội cô còn bệnh mà. Mình tạm chưa cho nội biết, chờ nội xuất viện về nhà rồi sẽ tính sau. Giờ hai con theo má đi vào thăm nội nha. Thăm nội hả má? Trời ơi, con thích quá à. Ngọc, cô có thích không? Dạ thích. Thích thì đi nhanh lên. Dạ. Mau lên con. Dạ. Ủa, hồi nãy hai đứa bay nói có má bay đi, giờ đâu rồi? Dạ, má con nói đi ra ngoài xin nước sôi pha sữa cho nội. Chắc là má ra chợ tìm mua trái cây thêm cho nội đó. Trái cây còn nhiều, ăn không có hết, mua thêm làm chi nữa. Ai biểu nội thường chê má con keo kiệt, má mua nhiều cho nội ăn chết luôn đó. Nội nói cho vui thôi, chứ má con là người tốt bụng nhất đó. Vậy mà ba con định bỏ má đó nội. Hả? Nói làm sao? Ba con định bỏ má con à? Ai? Ai nói vậy? Ai? Ba đòi ly dị má khóc nhiều lắm đó nội. Trời ơi Ngọc, em quên má dặn gì hả? Ý quên. Em quên mà. Ngọc, ba má tụi con đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho nội biết coi. Nói đi Ngọc. Thôi nội ơi, con không dám nói, nội đừng có biểu. Sao vậy? Ai đang cần đang mơ về con. Không nói phải không? Nội cũng không cần nữa biết mà hai đứa con có thương nội đâu. Chị hai thấy không? Nội giận luôn em. Làm sao bây giờ? Cái lỗi này do em. Má đã cấm mà em không nhớ. Chúc má về hả? Có chối như chưa? Hai đứa con hết thương nội rồi. Nội đến cố tình toa rập với nhau. Quyết không nói ra chuyện của mẹ cha. Nội à. Sao? Nội đang bệnh mà. Thôi bây giờ mẹ nằm nghỉ đi ha. Không,
Nội không hề đau bệnh, tại nội tức quá nên té xỉu chứ bệnh tật gì đâu. Mà con đã hứa với má không có nói, con phải trọng danh dự chứ. Danh dự? Danh dự của con bằng hạnh phúc gia đình này không hả? Nội đừng giận, để con gọt táo cho nội ăn nha. Đừng có gọt, nội không có ăn đâu. Hai đứa đi về đi, nội cần nằm nghỉ. Nội giận rồi kìa chị hai. Hay là mình cứ nói sao cho rồi, nói đi chị hai. Nội, nội ơi, hồi sáng sớm á, ba má con cãi lộn, hai người nhất định là bỏ nhau đó nội. Có thật như vậy không? Con lén nghe mà. Ba đòi ly dị với má, con thấy má khóc rồi chạy vô phòng. Con định gọi nhưng sợ chỉ làm má thêm buồn nên không dám mở lời mà năn nỉ với ba, bảo rằng ba hãy thương nội thương con, đừng bỏ má đi ở với người ta. Nhưng ba đã nhất định rồi, muốn ly dị mà thôi. Trời ơi, đến nông nỗi này sao? Con Ái Liên tới đó làm chi hả nội? Yêu cầu nó buông ba con ra, hai đứa theo để hỗ trợ cho nội. Tụi con làm gì được nội ơi? Con sẽ hỏi tội cô ta, tại sao dám làm cho má con buồn, má con khóc. Nếu cô ta chống cự, con sẽ múa võ Lý Tiểu Long để chặn cô ta lại, cho nội chạy trước rồi con phi thân theo sau. Được à, vậy thì bà cháu mình đi liền. Đi dạ, con dạ. Đi chú, tôi chỉ đâu chú chạy đó, bao nhiêu tiền tôi trả cho. Kìa má, má đi đâu vậy? Đi đâu kệ má. Má thương con thì để con đưa má trở lại bệnh viện nghe má. Không có bệnh viện bệnh xá gì cả, má cần phải tính cái chuyện này. Đi chú. Má làm sao đây? Xích lô, đừng lại. Nè nè, anh ơi, làm ơn chạy theo chiếc xích lô chở bà già với hai đứa nhỏ giùm tôi nha. Mau lên anh. Má. Trời ơi, bay theo tao chi đây? Con không hiểu chuyện gì làm cho má không được bình tĩnh như thế này. Làm sao mà bình tĩnh được? Cái nhà này nè, cái nhà này là chính thằng Thanh bỏ hơn 100 cây vàng mua cho con Ái Liên đó. Hả? Ê kìa, con hồ ly kia, cô kia, tôi đến đây để ép buộc cô phải buông con trai tôi ra. Nó đã có vợ con, sao cô nhẫn tâm hại vợ con nó? Cô có yêu thương nó đâu, cô chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của nó để mà trang bị thành vật sở hữu của cô thôi hả? Má, con xin má, má không nên làm lớn chuyện, sẽ làm tổn thương danh dự của chồng con. Đó, cô thấy chưa, con dâu tôi nó hiền, nó chịu đựng và nhường nhịn cô. Chứ tôi là mẹ nó nè, tôi không chịu nổi đâu. Cô lợi dụng sự ngu dại của một thằng thờ, dụ dỗ nó mua nhà, rồi còn mua cái xét tivi, tủ lạnh nữa. Trên 100 cây vàng chứ ít ỏi gì sao. Cô phải hiểu rằng của cái này mà có được là do nước mắt mồ hôi chắc chiêu dành dụm của hai vợ chồng nó trong mười mấy năm. Bà, tôi khuyên bà nói năng nên cẩn thận, đừng đến đây mà gây xáo trộn. Cái gì cô xỉ vô mặt con trai của bà? Không hề dụ dỗ mà tự anh ấy tìm đến tôi thôi. Ổn chưa? Chưa. Nhà này đây ba tôi mua sắm cho bà, bây giờ tôi đòi đó, bà phải đi ngay. Ba tôi đâu? Bà hãy thả ba tôi về. Hay cô đừng hỗn hào, má không bằng lòng đâu. Cô,
Cô nói cô không dụ dỗ con tôi. Vậy tôi hỏi cô nè, cô không giăng lưới nhện thì chẳng lẽ con ruồi lại xa lưới sao? Bà không tin là quyền của bà, nhưng tôi dám nói tôi không có lỗi gì cả. Nếu bướm không có tính mê hoa thì hoa có đưa hương ngào ngạt cách mấy cũng không có tác dụng gì. Tôi khá khen cô đó. Tôi khá khen cô biết biện hộ cho mình. Nhưng cô không thể nào biện hộ cho cái lương tâm vô liêm sỉ của cô đâu. Ai Liên ơi, Ai Liên à, bà không được bước tới nữa nha. Vậy tất cả các người không được hành hung tôi nữa à, nha. Ai hành hung cô? Trời ơi, chết tôi rồi. Ai dâu nhà chết tôi rồi. Cô Ái Liên, cô làm sao vậy? Cô có sao không hả? Cô anh Thanh ơi, cứu em. Thôi kìa, Ai Liên, khốn nạn. Ba Thanh, cô hèn hạ tồn tệ đến thế là cùng. Cô dẫn cả nhà để bức hiếp một người mà không thấy xấu hổ hay sao chứ? Sao lại đánh em chứ? Thanh, mày đừng có nói bậy. Ba ơi, ba không được đánh má con. Ba không thể vì bà này mà đối xử tàn nhẫn với má của con. Con ghét ba, con ghét ba. Má có làm gì đâu mà ba đánh má. Thanh, trước khi mày muốn đánh vợ con mày á thì mày nè, mày đánh tao trước đi. Đánh con già này trước đi. Từ nay về sau cô không muốn má tham gia phá đám bất cứ chuyện gì của con làm nữa. Mày má về đi. Và từ nay con sợ đi luôn, không bao giờ con về bên đó nữa đâu. Duy Thanh, Duy Kiên, Nói Ngân Ngọc, phụ với má đưa đổi về nhà báo lên đi. Ôi da đau quá. Anh Thanh ơi, trời ơi em đau quá. Em gượng không nổi rồi anh ơi. Anh xin lỗi em, để anh đỡ em vậy nha. Em không biết đâu, bắt đền cho em đi à. Được, anh đền đi nè. Về nhà bây giờ buồn chết. À, hay mình đi chơi một lát đi chị. Trời ơi, đi chơi hả? Sợ má và nội không thấy mình về rồi lo làm sao? Không đâu, má nằm khóc ở trong phòng, còn nội mắt nấu cơm, không có nhớ tới chị em mình đâu. Dì đừng có lo. À thôi, đi thì đi. Em có tiền mua vé không? Đòi đi coi phim. Em ăn hết rồi. Tiền chị cũng ăn hết rồi. Nắng quá chị hai ơi, em thấy khát nước. Thì giờ này mà không nắng sao được. Hay là chị em mình đi về. Đừng nên buông thả trong chơi. Đã không có ba má nuôi nâng ta, chứ để má buồn lo thêm. Còn nỗi nay đã già, hai chị em mình phải luôn cận kề cho nội được vui. Có lẽ giờ này nội ngóng trong ta. Nhưng em muốn đi chơi không muốn quay về. Chị ơi, chị đang hát đây cứ đi thì mở xỉu liền cho coi. Chị sao giống trời ghê, em cũng khác cổ cô. Mà em thấy có ngất xỉu gì đâu. Rồi đây nếu còn đi em chờ xem. Chị nghiêng ngã lên bên đường. Không có đâu chị, đừng phụ em. Mà bây giờ em muốn đi đâu nữa? Đi vô công viên văn hóa chơi. Hồi trước ba má mình hay đưa mình tới đó chơi đó. Thôi đi, giờ không có ba, có má gì hết. Đến đó chỉ thêm buồn thôi à. Ngân, Ngọc, hai con đi đâu đây? Ba. Dạ, chị em con buồn, đi chơi cho đỡ buồn. Không có tiền nên buồn phải không? Đây, ba cho tiền mỗi đứa 50.000. Ngọc, không được lấy tiền của ba, nghe chưa? Vừa rồi chị nói khát nước mà. Có khát cũng không được nhận nữa. Tại sao con không cho em con nhận tiền của ba hả Ngân? Dạ, vì... Vì sao? Bây giờ ba đâu có còn thương tụi con nữa, thì tại sao tụi con phải cần tiền của ba chứ? Ngân, con còn nhỏ không hiểu được cái chuyện của người lớn, thì đừng có nói tầm bậy. Đúng là con không hiểu. Con không hiểu vì sao ba lại bỏ má con để đi với người đàn bà này. Nhưng mà con hiểu được là má rất buồn, rất khổ. Má khóc suốt ngày đêm, má có biết không? Con à, ở đời có nhiều vấn đề phức tạp mà con không hiểu hết được đâu. Nhưng tôi hiểu rất rõ, bà là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Cũng vì bà
mà tôi mất ba tôi. Tôi thô ba, tôi ghét ba. Hỗn, đồ mất dạy. Ba, ba đánh con sao ba? Ba, tại sao ba đánh dạy? Còn mày nữa, nếu mày hỗn giống như chị mày thì đừng có trách ta. Nghĩa là ba sẽ đánh con, ba không còn thương con nữa. Vậy mà sao trước đây ba thường khuyên răn dạy bảo rằng chị em con phải mến thương nhau, chia sẻ cho nhau những cái đắng trong đời. Hai con đừng có giận ba. Dù ba với má con không còn ở chung một nhà nữa, nhưng đối với hai con, lúc nào ba cũng thương yêu quý mến như thuở nào. Chỉ tại hai con không chịu đến ở với ba thôi. Ba, ba nói rằng ba thương chị em con như thuở nào. Có thật như vậy không ba? Ba nói thật mà. Ba nhớ lại con, trước đây đâu có khi nào ba đánh con. Sao nội với má con bán chuối chiên hả? Dạ, khuya khuya má đi chợ mua chuối gánh về, con Ngọc lãnh phần lột vỏ chuối, nội chiên còn con đứng bán. Có những bữa trời mưa bán ế, cả nhà phan chuối thay cơm đó ba. Ngân, thật vậy sao Ngân? Ôi, dạ. Hơi sức đâu mà anh nghe lời con nít không biết nè. Tại bà, tất cả cũng tại bà. Tôi thua bà muôn kiếp. Ngọc, theo chị về em. Ngân, Ngọc, Ngân, Ngọc. Chắc chắn là như dân dạy tụi nó đối xử với anh kiểu đó mà. Nhưng dù sao tụi nó vẫn là con của anh. Bọn anh không có quyền gì nữa hay sao chứ? Dĩ nhiên là phải có người dạy chúng cách đối phó với anh rồi. Mà thôi, anh đừng có buồn. Em không có chấp con nít làm gì đâu. Ai Liên à, anh đưa em lại nhà hàng đằng kia ăn cơm trưa. Nhưng em cứ ăn trước đi, chờ anh, để anh về nhà tìm gặp Như Dân hỏi mấy điều ha. Anh à, có cần thiết lắm không anh? Tại sao lại không? Nếu anh không đến hỏi, càng ngày tôi nhỏ càng bị nhồi những tư tưởng quá đáng về anh. Anh không thể nào chịu nổi đâu. Thôi cũng được, anh đưa em đến nhà hàng, em sẽ chờ anh ở đó nha. Chị Ái Liên này sướng thật, lấy được chồng xịn, chê nhà hàng này nhỏ, rồi biệt tâm luôn, mãi đến hôm nay mới thấy đó nhờ. Con người ta có số phận Loan ơi. Nhưng mà giám đốc doanh nghiệp tư nhân ấy chưa là chồng chị đâu nha. Chỉ mới là kép thôi đó. Ủa, em nghe nói chị sắp có con với ổng rồi mà. Ai nói? Nếu không phải ta giám đốc ấy là chồng chị, mà chị để dính dáng qua nghiệt chứ hắn sao? Trời ơi, ngu gì mà để dính hả bồ. Tai này coi vậy mà nai lắm. Chị đưa hắn vào xiếc đó chứ. Hắn bị gạt mà không có biết. Tức cười thật á. À, chị Ái Liên nè. Tony Quang vừa mới về nước, chị có hay không? Thiệt hả?
Rồi bộ thấy ảnh thế nào? Tony Quang không phải là quan có ngày nào đâu chị ơi. Hắn rất sợp, tiền đô rủng rỉnh túi, chỉ cái gì cũng đều mạnh tay, cần thì có hắn chẳng hề sai. Làm mấy nàng ra vào ở đây đều lé mắt cả toan tính cầu thân. Hắn cũng thường nhắc nhở chị luôn, nhưng em nói là chị đã lấy chồng. Trời đất ơi, sao bộ lại nói là tôi có chồng? Thì vậy là bộ giết tôi rồi, mà thật tế ai là chồng của tôi đâu. Thì cái móc xì gì nữa. Tài giám đốc nội địa này tình nguyện xin làm nô lệ cho trái tim của tôi, nhưng tôi đồng ý hay không lại là vấn đề khác. Nghĩa là chị đâu có bị cái gì ràng buộc cuộc đời phải không? Không ai ràng buộc cuộc đời của Ái Liên này được hết á. Tony Quang đang ở bàn trong, nếu chị muốn thì cứ vô. Ý, hình như hắn đi ra kìa. Thôi, để em rút lui cho chị tiếp hắn nha. À, cảm ơn Loan. Bye. Ồ, anh Quang, chào anh. Anh mới về à? Trời ơi, nhìn anh phát tướng ghê vậy ha. Đố anh biết em là ai nè. Em là ai vậy? Là người không hề xa lạ đối với anh chứ ai. Ái Liên nè. Ái Liên? Dạ. Ái Liên đây sao? Thiệt. Ồ, không ngờ em đã đẹp. Qua một thời gian cách xa, em lại đẹp ác chiến hơn xưa. Xích nữa là anh nhìn không ra đó. Bây giờ anh làm gì còn nhớ đến em? Không, không bao giờ anh quên người ngọc của anh đâu. Có thật không vậy? Thật 1000%. Nếu em không tin anh thề nè, nếu mà anh nói láo em là... Xì tốp giùm em cái đi. Cái tật của anh mấy năm rồi mà vẫn còn nguyên, không có chịu bỏ. Đụng cái gì cũng thề thốt hết hả? Cho anh xin lỗi nha. Ơ, anh ẩu vừa vừa đó. Ở đây có đông người nè. Ái Liên à, tình cũ lâu năm mới gặp lại, người ta cũng dễ thông cảm thôi em à. À, anh nghe người ta nói là em đã có chồng có phải vậy không? Ca sĩ nhà hàng như em mà lấy chồng thì cũng như trò đùa thôi. Lấy chồng là một trò đùa thôi à? Em nói câu này làm cho anh vô cùng thú vị. Ái Liên có nghĩa là em vẫn còn yêu anh. Cách xa nhau mỗi đứa nơi phương trời, tình ngỡ chia lìa đâu có ngờ hôm nay. Tình giống như xưa tơ dương nói lại, tuy ở miền xa xôi nhưng nhớ hoài tên em. Nghe mấy lời em trong lòng xuyên sâu, những tưởng đâu anh trở nên sang giàu rồi. Tệ bạc dẫu biết rằng anh yêu em đậm đà tha thiết, nhưng em luôn ngoảnh mặt quay lưng để đêm từng đêm đứng từ xa anh ngẩn ngơ nhìn. Để cho em hiểu được lòng anh chưa đã yêu rồi thì nguyện yêu trọn kiếp này. Anh có công danh sự nghiệp, giờ có luôn em anh sung sướng vô cùng. Anh Quang, anh làm em cảm động quá. Một tình yêu cao quý như vậy mà hồi đó em không biết đón nhận. Em xin lỗi anh nha, anh yêu. Ái Liên, thật ra em đang làm gì đây? Anh làm gì sừng sộ? Em gặp lại bạn cũ nên hàn huyên tâm sự chứ làm gì.
Hàn Nguyên tâm sự gì mà hôn nhau như vậy chứ? Kìa anh Thanh, anh có được bình thường không? Chẳng lẽ em lại không có quyền làm những gì em thích hay sao? Anh không cho phép. Anh là cái gì mà đòi cho phép tôi? Là chồng của em. Chồng à? Bằng chứng đâu? Không có phải không? Thế thì chỉ là chồng hờ thôi. Không thích nữa thì thôi, anh hiểu chưa? Ái Liên, tôi không thể lật lòng một cách trắng trợn. Vừa khi nãy cô còn ngọt môi mềm lưỡi, bây giờ đã khác rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao thì anh tự hiểu. Tôi xin nói cho anh biết rằng tôi đi quan đây là người yêu của tôi. Anh ấy mới từ ngoài quốc về, gặp lại cố nhân tình xưa, nói lại tình xưa đó là chuyện bình thường. Tôi yêu cầu cô phải về nhà ngay bây giờ. Tôi đã nói rồi, anh không là gì của tôi cả. Thì với tôi anh đừng hòng xa lánh. Tạm biệt Ái Liên, mình sẽ gặp lại sau này. Chuyện xảy ra anh quá là bất ngờ. Thôi nha, tạm biệt chia tay. Anh Quang à. Các cô tiếp viên ở đây đều biết khách sạn nơi anh ở. Nếu cần em cứ hỏi về đến đó. Anh chờ đợi. Một lần nữa, tạm biệt. Ái Liên, em chịu về nhà chưa? Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi đã chán anh rồi. Em nói cái gì? Tôi nói rõ ràng anh không nghe hay sao? Tôi đã bắt đầu chán anh, không muốn quan hệ với anh nữa. Cô muốn giở trò với tôi chăng? Cái gì? Giở trò à? Anh hiểu quá ít về đàn bà rồi đó. Tôi thật sự thương hại cho anh vô cùng. Tôi và anh sẽ dứt khoát sòng phẳng với nhau. Còn giọt máu của tôi trong bụng em thì sao? Anh không hiểu anh còn ngốc nghếch đến bao giờ à? Tôi làm gì có đeo mang của anh một giọt máu nào? Nghĩa là em hoàn toàn không có thai à? Điều đó không bao giờ xảy ra. Tại sao cô lại gạt tôi? Không phải gạt, nhưng vì anh là một người đàn ông gương mẫu, sống đầy trách nhiệm. Tôi chỉ muốn thử xem có đúng như vậy không thôi mà. Nhưng anh không thể trách tôi, vì lỗi là do anh. Nếu anh đừng mê muội nhan sắc của tôi, nếu anh là người thủy chung thật sự, thì anh đã không ruồng rẫy vợ con anh để chạy theo tôi, đúng không? Nhưng tại sao cô chọn đúng tôi chứ? Tại sao? Tại vì ngay cái buổi chiều mưa hôm ấy, tôi đã phát hiện ra anh là tên ngốc. Và anh cũng biết đó, tên ngốc bao giờ cũng để bị lợi dụng mà. Nghĩa là cô cố ý dụ tôi mua nhà cho cô. Nghĩa là cô cố ý chiếm đoạt tất cả tài sản của tôi. Anh Thanh à, anh nói đúng chỉ phân nửa thôi. Không ai mà đem thân thể của mình đi cho thiên hạ cả. Tôi với anh đều có sự sòng phẳng. Tôi được nhà, có chủ quyền sở hữu đàng hoàng. Còn anh được gì? Anh được tự do trong những cơn say ngây ngất trên thân thể của tôi. Đó, sự sòng phẳng là ở chỗ đó đó. Anh thấy rõ chưa? Trời ơi, tôi đang tỉnh nay mê mà thấy mình toàn thân run rẩy. Tôi đã sập bẫy tình mà nào biết nào hay. Giờ rõ ra cũng tại mình ngu mình dại. Đã mù quáng đam mê chạy theo một trái tim không có máu chung tình. Thực tế là đây tôi đang đối diện với sự gian dối của người đời. Ai bảo mình xa chân để rồi hụt hẫng. Lỗi tại mình, tất cả tại mình thôi. Bỏ sự nghiệp phụ dại vợ con say. Cuộc tình có mật ngọt môi mềm đầy quyến rũ. Lời yêu thương không còn khi lòng người phán trách. Vòng tay ái giận buông xuôi khi mặt thấy lộ ra rồi. Chỉ còn lại trong tôi nỗi đắng cay vô tận. Nỗi nhục nhằn khi liên tưởng đến vợ con. Tội lỗi này đến chết không quên. Thôi, ở đây mà nghiền ngẫm với tội lỗi của mình đi. Rồi sau đó, tôi có lời khuyên là nên về với vợ con đi.
Còn số tài sản anh đã mua cho tôi toàn bộ tôi đã đứng tên chủ quyền. Cô... anh không lấy lại được đâu. Cô... chào anh. Khốn nạn. Khốn nạn. Chú Che đi. Chú Che nó hỏi vừa thổi dạng đi. Mua vô mua vô. Bà con cô bác mua giùm đi. Thôi nghỉ rào đi Ngân. Còn có mấy trái chuối nữa là hết rồi. Bán chậm chậm một chút cũng được. Má tụi bay đi chợ mua chuối chưa về mà. Bữa nay bán đắt quá ha nội. Ừ, có lẽ hôm nay ông địa ông vui nên ông phò hộ cho bà cháu mình bán đắt hơn mọi khi đó. Ý, nội ơi. Gì? Má con gánh chuối về kìa. Nội thấy gì không? Gì? Kìa. Ôi, mắt nội đâu có nhìn xa được. Cái gì thì con cứ nói đi, sao cứ kìa hoài vậy? Có ông nào đi chung với má con kìa. Đâu? Chú Hiển, người giúp việc cho ba lúc trước với ai? Dân. Dạ thưa má, con mới về. Ngân Ngọc à, lấy ghế mời chú ngồi tạm đi con. Dạ con mời chú ngồi. Cảm ơn con. Dạ thưa bác, cháu mới đến. À, cậu đến đây chơi hay là cái vấn đề chuyện của thằng Thanh? Dạ như bác và chị Thanh đã biết rồi đó. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tinh thần và thể xác của anh Thanh đã suy sụp một cách thảm hại vô cùng. Râu ria thì mọc ra, còn mắt thì quầng đen sâu thẳm. Vợ con mẹ ruột bỏ rơi, còn người tình thì phản bội. Sự nghiệp không còn bởi những tháng ngày xa đọa ăn chơi. Cũng vì lẽ đó, anh như kẻ mất hồn, như là người nửa tỉnh nửa mê. Tôi nuôi ảnh ở trong nhà, thấy vậy mà tôi rất là khổ tâm. Một ông chủ ngày nào nhưng giờ đây lại thành là một kẻ trắng tay. Tưởng chuyện gì khác hơn, chớ chuyện cậu kể ra đây có chi là lạ. Vì tôi đã biết hết rồi về số phận của đứa con hư. Cháu đến đây chỉ có một lời mong chị Thanh rộng lượng thứ tha. Anh Thanh đã quá khổ đau vì không còn nhờ đâu hưởng dậy. Trái tim tôi đã nguội lạnh từ lâu rồi. Từ khi anh ấy đoạn đành quên bỏ vợ con. Chị hãy thương anh Thanh giờ đây không còn nơi nương tựa. Thậm chí có nhiều lần nước cũng không. Thì cậu nói lại giùm tôi ha, nó hãy đâm đầu xuống sông mà chết đi cho đỡ hổ thẹn với đời, đỡ khổ tâm cho mẹ của nó, đỡ nhục nhã cho vợ con của nó. Dạ thưa bác, mong bác đừng có giận anh Thanh. Anh Thanh anh cũng biết lỗi lầm của mình rồi, anh hối hận lắm bác à. Nó hối hận đã quá muộn màng. Bao nhiêu vàng bạc của cải, mười mấy năm vợ chồng nó đổ mồ hôi mới gầy dựng được, đã đem cúng hết cho người ta. Ở đây không có ai thể chấp nhận nó được cả. Chị Thanh à, tôi có lỗi với chị một phần. Đáng lẽ tôi tìm cách khuyên anh Thanh không nên xa vào vòng tay của ca sĩ Ái Liên. Vậy mà tôi đã lặng thinh, thậm chí còn tán thành khi anh ấy bắt đầu sa ngã. Tôi xấu hổ với chị, và càng buồn nữa khi thấy gia đình, sự nghiệp của anh Thanh tan nát hết. Thôi, mọi việc giờ đây đã lỡ rồi, chứ nhắc lại làm gì chứ. Nếu chị và anh Thanh vĩnh viễn không trở lại với nhau thì lương tâm của tôi sẽ rai rứt, không bao giờ tôi nguôi được. Mong chị nghĩ lại, mọi người chờ đợi ở sự tha thứ của chị. Thôi, xin phép chị tôi về. Dân, chú Hiển về. Dạ, thưa bác cháu về. Ừ, cháu về. Thưa hai cháu chú về. Chú riết rồi nhưng muốn điên luôn. Ủa, một chục nải chuối từ sáng tới giờ bộ bán hết rồi sao hả má?
Không biết hôm nay ông bà gì phù hộ mà bắn đắt quá chừng à. Nhờ con đó nội. Không dám đâu, nhờ chị mới đúng nè. Nhờ chị rau ai nghe cũng thương. Đến 10 nãy chuối giờ đây chỉ còn có mấy trái nè, thấy không? Đứa nào cũng dành phần hết á. Nếu không có nội ngồi chiên chuối á thì hai con lấy gì mà bán nè. Phải rồi, công của nội lớn nhất, công của má lớn nhì nè. Chị Ngân đứng hàng thứ ba. Còn em hả? Xào chó. Má à. Gì đó con? Hay là mình nghỉ trưa sớm một bữa để cho Ngân với Ngọc hai đứa nó học bài, chiều mát mát mình bán tiếp ha má. Thôi cũng được. Ngân, Ngọc. Dạ. Hai con phụ nội đem đồ vô đi. Dạ. Trời ơi, má Thu Vân, Ngân, Ngọc, hai con tôi đâu còn gì đau hơn. Tôi đứng đây nghe lòng xót xa. Người thân của tôi hôm nào luôn vui trong cảnh gia đình êm ấm. Giờ mẹ già đông xác xơ, tuổi thơ đâu còn khổ đau phủ lên đời con. Tôi nghẹn ngào đông theo em gánh gánh cơn dài dài ấy, xưa đâu từng một lần cứ mang nay gánh chuối nuôi con mình thắm. Nên đã làm người thân khóc thầm, nay trở về nhìn trong cánh này thêm nát lòng người gieo tham sầu. Tôi nghẹn ngào không nói nên câu. Ngân à, đóng cửa trước lại đi con, rồi vào ăn cơm. Dạ. Xin lỗi. Duy Thanh, không ngờ anh tàn tạ thế này à. Cô đây là? Không nhận ra tôi thật hả anh giám đốc khả kính? Hả? Ái Liên, con sói cái, cô lại đang trên đường đi săn mồi đó phải không? Mắng chửi nhau làm gì không biết nữa à. Anh thấy đó, khi vợ anh bị phản bội, chị ấy đâu có mắng chửi anh. Sao anh không tập đức tính cao thượng của vợ anh vậy? Chẳng lẽ anh cai cứu tôi thì anh cảm thấy dễ chịu hơn chăng? À thôi, chúng tôi có chuyện phải đi. Thôi nhé, goodbye ông giám đốc. Ba, nơi ba. Ba ơi, ba. Ơi, tại sao ba không muốn gặp con gặp má? Ba ơi, ba. Anh Khôn, anh Thịnh. Không. Tôi vừa tiêm xong cho bệnh nhân thuốc khỏe. Chị ở đây theo dõi bệnh tình của anh. Chốc lát chúng tôi sẽ khám lại. Dạ.
Cảm ơn bác sĩ. Anh Thanh, anh thấy trong người thế nào? Tỉnh lại đi anh. Mai, con bác hiểu quá. Thu Vân ơi, anh có lỗi với em. Anh Thanh, Ngân Ngọc hai con ai tha thứ cho ba? Má đâu rồi? Má ơi, má đã về nhà lo làm thức ăn cho anh. Lát nữa má sẽ đến mà. Vợ của tôi, Thu Vân đâu rồi? Anh muốn nhìn mặt em một lần cuối. Em đi, anh không có mệnh hệ gì đâu. Đừng có nói vậy không nên mà. Ngân, Ngọc, hai con đâu? Hai đến với ba đi, hai đến với ba đi hai con. Cô của chúng ta đã về đi học rồi. Trưa này Ngân Ngọc sẽ vào thăm anh. Thành ơi, tỉnh lại đi anh. Ai đây? Em đi. Ai đây? Em là Thu Vân, vợ của anh đây nè. Thu Vân? Cô thật là Thu Vân không? Anh hãy nằm nghỉ cho khỏe đi. Anh phải sống với má, với em và hai con mà. Thu Vân ơi, em có khinh bỉ anh không? Em có oán ghét anh không? Nhưng dù có hay không, thì trong giây phút ngắn ngủi này, anh Thanh, em cũng cho phép anh được nắm tay em. Xa cách nhau lâu rồi, anh nhớ thương vô cùng. Người giờ miền chung gối chung chăn, do anh đắm say men tình lòng, đành lòng để em sầu đau. Trời ơi, tôi đã làm tan nát cả gia đình. Dù rằng bao ngày nỗi sầu em mang, để anh đi cùng người cô gái khác trao duyên. Nhưng em vẫn tin trong lòng rằng rồi anh về sống như ngày xưa. Khi em giữ câu chúng tình còn người thì đổi thay ta. Thời gian còn lại cũng không muốn mai về, nếu anh thật sự muốn quay về mà. Lời em làm anh sung sướng như vô biên, biết anh có còn sống không? Thật, anh đừng nói như vậy mà. Rằng ngày gặp lại nhau em sẽ không tiếc lời nguyền rủa anh là con người bôi bạc. Khi đã được cao sang vội quên đi thời tắm mắng thuở hai đứa mới yêu nhau, anh là công nhân tung quần cơ. Cạnh bên em và nghe lay giọng nói em
thời gian làm cho anh mát rượi cả tâm hồn. Nhưng trời ơi, anh đã để cho lòng mình điên đảo, có bao vật trong tay mà không biết gìn giữ nâng niu. Thu dân ơi, anh tội lỗi biết bao nhiêu, tuy em đã thương tha nhưng chẳng sao được điều hổ thẹn. Làm người mà thế chung không toàn vẹn, giờ có phải chết đi cũng đáng tội anh rồi. Anh có chết đi chỉ riêng mình anh an phận, nhưng còn má, còn em, còn hai con, anh ở đâu quên bỏ hay sao? Anh đau và mệt lắm, anh có linh cảm gì mình không sống nổi nữa. Chuyện gì vậy? Bác sĩ ơi, chồng tôi mệt lắm, nhờ bác sĩ giúp giùm. Y tá đâu? Xin một băng ca chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Bác sĩ ơi, chồng tôi có sao không bác sĩ? Có lẽ vết thương ở đầu anh có vấn đề, bây giờ tôi chưa trả lời chính xác được. Chị ở lại, lát nữa sẽ có người cho chị biết về tình trạng sức khỏe của anh. Thành, anh Thành. Dân, có chuyện gì vậy con? Con, thằng Thanh đâu? Dân, dạ. Sao con lại khóc? Thằng Thanh nó không còn nữa phải không con? Dạ, anh Thanh không có sao đâu. Đừng má. Đừng gạt má. Dù sao lúc này má cũng cần sự thật hơn hết. Dạ, anh Thanh vừa bị mệt nên người ta đem ảnh lên phòng hồi sức đó má. Liệu nó có qua khỏi không con? Dân ơi, má muốn gặp để cho nó biết rằng má rất thương nó và má không còn giận nó nữa đâu con. Má, má nói thiệt à, má đã tha thứ cho chồng con hả? Dạ. Má, khi chim mẹ tập bay cho chim con, nó rất cẩn thận để chim con đừng bị té. Nhưng chẳng may chim con xảy chân ngã xuống thì nó kêu lên những tiếng nghe rất bi thương. Nó bay lượn như thế, như gào, như gọi con ơi hãy đứng lên nào.
Loài chim mà còn có tình thương con, huống chi là người mấy ai bỏ được con cái bao giờ. Bác sĩ đưa ba con đến phòng khám bệnh rồi. Xin báo cho bà và chị đây được biết, chúng tôi chuẩn bị giải phẫu cho chồng chị. Vì anh ấy bị chấn thương sọ não khá nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi cần máu để tiếp truyền cho bệnh nhân. Xin bà và chị hãy lo cho gấp. Bằng cách nào thưa bác sĩ? Nếu bây giờ đến trung tâm huyết học mua máu thì không còn kịp. Chỉ có một cách duy nhất là trong những người thân hiện có ở đây, Ai bằng lòng tiếp máu cho bệnh nhân thì hãy theo tôi đến phòng thử máu. Tôi nếu mai cùng loại máu của người bệnh thì anh ấy có thể cứu sống. Bác sĩ ơi, con chịu tiếp máu cho ba con nè bác sĩ. Còn nữa bác sĩ, con cũng chịu tiếp máu cho ba con. Không được, sức của hai cháu không thể cho máu được đâu. Được mà nội. Nguy hiểm lắm. Thôi để nội lo cho ba con mà. Tôi nè bác sĩ. Dạ tôi đó. Xin phép máu cho con được trọn trách nhiệm của một người vợ. Bác sĩ hãy đưa tôi đến phòng thử máu. Dạ mời chị. Lại trời phù hộ cho con tôi được sống. Nội ơi, con biết làm gì đây để cho ba con được sống. Ba chết rồi thì cả nhà buồn lắm. Rồi con hả? Vâng, nói cho má nghe coi. May quá má ơi, con có cùng loại máu với anh Thanh, nhờ tiếp được máu kịp thời nên chồng con thoát chết rồi. Trời ơi, thoát chết con tôi thoát chết rồi. Trời ơi, con mừng quá. Thù Dân, con hãy nhận đây một lại của má. Kìa má, con đã cứu sống thằng Thanh con của má nè con ơi. Má ơi, con dâu của má. Má. Người yêu dấu ơi, em đã tới rồi nè. Mình à, em đã đến đây rồi nè. Trời ơi, làm cái gì mà lâu dữ vậy, mở cửa cho em đi. Tony Quang đã hẹn với mình tại căn phòng này mà. À, chắc chàng ta muốn đùa giỡn đây. Nè,
giỡn nghe không? Nếu anh chậm trễ hả là em về đó nghe. Ủa, đã hẹn với mình sao lại đi đâu cả? Thư từ gì đây? Gửi Ái Liên. Thiệt là nhiều chuyện, nếu bận việc gì mà thức hẹn thì cũng thông cảm được mà. Để xem chàng ta diễn cớ gì mà thức hẹn đây. Cô Ái Liên, khi cô đọc thư này thì tôi đã ngồi trên máy bay đi nước ngoài khoảng 2 tiếng đồng hồ trước. Cô cũng đừng ngạc nhiên và căm phẫn, vì hậu quả hôm nay dành cho cô là do chính cô chọn lấy. Cô tìm tới tôi, cô chỉ có mục đích là những tờ đô la. Nhưng làm sao cô biết rằng tôi là kẻ bị nhiễm HIV, là mầm của căn bệnh thế kỷ. Cô cứ bình thản đọc thư, vì tôi yêu cầu với nhân viên khách sạn là khi nào cô tới nhận thơ rồi mới trả phòng. Chào cô, tôi đi qua. Không, không thể nào như thế được. Không thể nào như thế được. Tôi không tin. Quang, anh nói dối. Anh nói dối phải không? Anh đang đùa với tôi, chứ không thể nào có bức thư là sự thật phải không? Phải không? Phải không? Trời ơi, còn nếu như đây là thật, giờ Tony Quang là người đã bị nhiễm HIV thì đời ấy thì không còn gì nữa, không còn gì nữa. Giờ phút này tôi biết nói gì đây, biết trách ai đây, hay chỉ tự trách cho mình. Ôi lúc nhỏ dài tôi đeo đuổi người ta như bóng theo hình, khi tỉnh ra thì không còn kịp nữa, nhưng quan bài cho xuất diễn nè, má nó đi rước ba rồi. Chị định mở băng karaoke hát một bản gọi là mừng ngày ba má không còn giận nhau nữa được không? Phải à, từ ngày ba bỏ tụi mình em với chị cũng buồn không có hát karaoke nữa. Nay có ba về mình tha hồ ca hát. Chị với em hát. Ngọc à, Ngọc ơi, tụi con đâu rồi? Ba má đây nè, ra đây phụ với nội chút coi. Ba má về kìa Ngọc ơi. Ba. Ngọc, con thấy chưa, con Ngọc chỉ biết mừng ba nó thôi à. Nội, nội đừng có lo, có con giúp má nè. Sáng giờ hai con của má ở nhà đã làm được cái gì nè? Con đi học bài, con chỉ hai ngồi chơi đó má. Vậy à? Không có đâu má. Má biết làm sao không? Nội nói hôm nay ba được xuất viện, con mừng quá nên học mới vô. Đã không học bài mà chỉ hai còn muốn mở máy ca nhạc karaoke nữa đó má. Đã lâu rồi ba không được nghe hai con hát. Hôm nay ba muốn nghe lại giọng hát của hai con như ngày nào gia đình ta ngập tràn hạnh phúc. Hát đi hai con, hát cho ba con nghe đi. Con
xung phong hát trước. Ngọc ơi, chị em mình hát lượt để tặng nội nè, tặng ba và tặng mẹ nữa. Đồng ý. Kính thưa nội, kính thưa ba mẹ, hai con Ngân Ngọc xin được hát bài Cả Nhà Thương Nhau. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta đều yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Ba thương con vì con giống mẹ. Ủa nội, sao nội khóc vậy nội? Sao vậy nội? Nội khóc nhưng mà lại là nước mắt vui mừng. Mừng ba con sớm hồi tâm biết quay về với con với vợ. Đội của anh lớn lắm đó nghe. Trước đây em định bụng, khi gặp anh em sẽ gọi anh là cố nhân. Còn anh mong rằng xin đừng gọi nhau là cố nhân. Nè, lỡ một lần thôi nha con, nếu cứ ngựa quen đường cũ chứ nào tật nấy, tao nổi giận gả con luôn cho thằng phát.